Bà hậu hai Thạch Thu Thảo, tôi tự hào là cô gái Khmer. Thạch Thu Thảo, cô gái Khmer 21 tuổi, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất 2022 nói rằng cô tự hào về làn da, đặc biệt là đôi mắt của mình. 3 tháng sau khi đăng quang Á hậu hai Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, từ cô gái rụt rè nhút nhát, ngại giao tiếp, cô gái Khmer gần như thay đổi. Thạch Thu Thảo tự tin trò chuyện, kể cho chúng tôi nghe những vết sẹo cuộc đời. Tôi yêu vết sẹo trên bờ vai. Dù bộ váy đỏ ôm sát bờ vai và đường cong cơ thể nhưng cũng lộ rõ vết sẹo trên vai của Thạch Thu Thảo. Nhiều cô gái sẽ tìm cách che đi nhưng Thu Thảo thì ngược lại. Cô gái Khmer khẳng định tới hiện tại cô chưa từng có suy nghĩ sẽ phẫu thuật để che đi vết sẹo của mình. Chuyện xảy ra năm tôi 18 tuổi. Cô bạn chở tôi đi học về thì có chú chó bất ngờ chạy ngang qua, chúng tôi bị té. Bạn không sao nhưng tôi bị gãy xương vai và vết sẹo theo tôi từ đó. Nhiều người khen tôi có bờ vai đẹp nhưng tiếc nuối vì vết sẹo. Hỏi tôi sao không phẫu thuật, nhưng tôi ổn, vết sẹo cũng không ảnh hưởng tới ai, tôi nghĩ đó cũng là nét đặc trưng để mọi người nhận ra mình. Vậy tại sao tôi phải phẫu thuật? Tôi yêu cơ thể mình, tôi yêu làn da bánh mật, tôi yêu đôi mắt của mình. Bởi rất nhiều người nói rằng nhìn đôi mắt ấy, họ biết đó là đôi mắt của cô gái Khmer. Thạch Thu Thảo cười chia sẻ. Thạch Thu Thảo là con út trong gia đình có 3 anh em. Cô công chúa nhỏ trong nhà được cha mẹ và hai anh yêu thương hết mực. Cha mẹ tuy nghèo nhưng vẫn nuôi 3 anh em khôn lớn. Khó khăn, vất vả đến mấy cha mẹ tôi đều mong muốn anh em chúng tôi được ăn học đầy đủ. Học để có con chữ làm người, học để có tương lai đỡ vất vả hơn cha mẹ. Anh em chúng tôi đều ráng vào ban nhau phải học. Các anh được học bổng nên cũng đỡ đần cha mẹ phần nào, người đẹp trải lòng. Đăng quang Á hậu hai Hoa hậu các dân tộc Việt Nam và trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Earth 2022, cô gái Khmer sinh năm 2001. Hiện là sinh viên ngành ngôn ngữ học của Trường Đại học Nam Cần Thơ, gặp rất nhiều áp lực từ những bình luận chỉ trích. Điều khiến cô đau lòng nhất đó là chuyện của bản thân khiến gia đình, những người yêu thương cô bị ảnh hưởng. Vết sẹo trên cơ thể có thể nhìn thấy nhưng vết sẹo trong tâm hồn từ những bình luận ác ý của những người xa lạ để lại thì chẳng thể nào thấy được. Không đôi co, giải thích, cô gái Khmer nỗ lực hoàn thiện bản thân mình. Bình luận góp ý chân thành thiện chí cô lắng nghe, bình luận tiêu cực cô ẩn đi. Thu Thảo không ngần ngại thừa nhận cô ảnh hưởng tính cách từ mẹ rất nhiều. Mẹ cô là người phụ nữ hiền lành, đôi lúc yếu đuối nhưng khi cần cứng rắn thì rắn hơn bao giờ hết. Mỗi ngày một chút, mỗi lúc khó khăn lại cố gắng thêm một chút. Hôm nay Thạch Thu Thảo tự tin trò chuyện, bỏ lại cô gái ủy mị, nhút nhát của ngày hôm qua. Sao không sống cho hiện tại? Những ngày qua, Thu Thảo tích cực tập luyện, hoàn thiện các kỹ năng để chuẩn bị cho hành trình tại Hoa hậu Trái đất 2022. Miss Earth 2022 được tổ chức từ ngày 10 đến ngày 30 tháng 11 tại Philippines. Khi được hỏi nếu có thể thay đổi điều gì đó trong quá khứ, cô muốn thay đổi điều gì? Người đẹp cười lắc đầu. Quá khứ, có việc tôi làm đúng, có việc tôi làm sai, có nhiều việc khiến tôi tiếc nuối. Tuy nhiên để thay đổi, tôi nghĩ không, tôi trân trọng quá khứ và cuộc sống hiện tại của mình. Thay vì tiếc nuối quá khứ, tại sao không sống nỗ lực cho hiện tại nhiều hơn? Quá khứ ấy mới giúp chúng ta gặp nhau của hiện tại, mới có tôi phiên bản của hiện tại, đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Trái đất 2022 trải lòng. Nguyễn Trà.